Hôm nay thứ năm ngày 1 tháng 3, chúc quý chị và các bạn một ngày làm việc vui tươi và hiệu quả. Mời quý chị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài truyền hình Bạc Liêu. Thưa quý chị và các bạn, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Phước Long đã tổ chức cuộc họp chuẩn bị các điều kiện công tác tuyển quân năm 2018. Đến dự có ông Đặng Tiến Úc, bí thư quyện quỹ Phước Long, ông Phạm Thanh Hải, chủ tịch ủy ban nhân dân quyện, chủ tịch hội đồng nghĩa vụ quân sự quyện, chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quyện báo cáo kết quả phúc tra sức khỏe của thanh niên lần cuối và công tác chuẩn bị tổ chức lễ giao nhận quân. Qua kết quả phúc tra sức khỏe, toàn quyền có 208 thanh niên đủ điều kiện lên đường nhập ngũ, có 101 thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Năm 2018, quyền Phước Long được tỉnh giao chỉ tiêu giao 145 tân binh và giao cho 5 đơn vị nhận quân, gồm Lữ Pháo Phòng Không, 226 quân khu 9, Tiểu đoàn 1, Sư đoàn 330 quân khu 9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh Bạc Liêu phát biểu tại cuộc họp ông đặng tiến úc bí thư quyền ủy lưu ý với các ban ngành đoàn thể quyền và các xã thị trấn một số vấn đề trọng tâm là tiếp tục tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự đến các gia đình và thanh niên nhận thức trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc đặc biệt là các thanh niên có tư tưởng trốn tránh thi hành nghĩa vụ quân sự làm tốt công tác hậu phương quân đội nhất là các gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn để các thanh niên an tâm lên đường bảo vệ tổ quốc đồng thời xử lý nghiêm những thanh niên cố tình trốn tránh không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác ra quân huấn luyện kết hợp giúp dân tại xã An Trạch, huyện Đông Hải vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hành quân giả ngoại năm 2018. Đến dự hội nghị có đồng chí Phan Hùng Diệt, bí thư huyện quỹ, ông Bùi Minh Túy, chủ tịch quỹ ban nhân dân quyền, cùng lãnh đạo các xã thị trấn và các ngành đoàn thể có liên quan. Theo kế hoạch, thời gian hành quân giả ngoại được ấn định từ ngày 9 đến ngày 23 tháng 3 năm 2018 tại hai ấp là Giang Đức B và Anh Dũng của xã An Trạch. Trong quá trình hành quân giả ngoại, Ban Chỉ huy Quân sự quyền sẽ tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân tại chỗ, theo nội dung chương trình đã được phê duyệt. Cán liền với công tác huấn luyện, thì lực lượng cũng sẽ tham gia dẫn động quần chúng, giúp dân làm đường, sửa cầu, cống ngang lộ bị hư hỏng và những việc địa phương có nhu cầu hỗ trợ cùng với ban chỉ huy quân sự quyện các ban ngành đoàn thể quyện cũng sẽ tham gia trực tiếp làm nhiều công trình phần diệt giúp dân như phát động nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội đảm bảo trật tự an toàn giao thông tuyên truyền chủ trương chính sách của đảng pháp luật nhà nước và các vấn đề liên quan đến chính sách dân tộc tôn giáo trang hóa xã hội tổ chức trao đổi hai chiều chuyển giao khoa học kỹ thuật để bà con tăng gia sản xuất tham gia hòa giải các vụ tranh chấp giải quyết khiếu nại khiếu kiện của bà con nhân dân xây dựng và sửa chữa các công trình phúc lợi xã hội, nhà tình nghĩa, nhà tình thương bị xuống cấp, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và hướng dẫn người dân phòng chống dịch bệnh. Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân Quyền Vĩnh Lợi từ Minh Phúc đã đến thăm và hỗ trợ căn nhà tình thương trị giá 25 triệu đồng cho gia đình thanh niên Trần Giang Xuyên, ngụ ấp Dường Cò, vừa trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018, đang gặp khó khăn về nhà ở. Gia đình anh Xuyên thuộc đối tượng hộ cận nghèo, cuộc sống cũng khá khó khăn. Kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào việc làm thuê của anh Xuyên. Tuy nhiên, khi nghe chính quyền địa phương thông báo tuyển quân, gia đình đã vận động Xuyên đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự với mong muốn con mình làm tròn trách nhiệm với quê hương đất nước. Bản thân Xuyên cũng thấy được trách nhiệm của tuổi trẻ nên đã viết đơn tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự xét thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình cũng như ý thức chấp hành tốt luật nghĩa vụ quân sự nên hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã đề nghị hội đồng nghĩa vụ quân sự quyện hỗ trợ tiền xây dựng lại căn nhà nhằm tạo điều kiện cho gia đình có chỗ ở ổn định để xuyên yên tâm hơn trước khi đi làm nghĩa vụ của mình với tổ quốc được biết hàng năm quyền dĩnh lợi đã dẫn động hàng trăm triệu đồng để thực hiện chính sách hậu phương quân đội qua đó đã tạo điều kiện giúp đỡ về vật chất cũng như tinh thần cho gia đình thanh niên để các thanh niên yên tâm lên đường bảo vệ tổ quốc Lập thành tích chào mừng 16 năm thành lập Quyện Đông Hải 1 tháng 3 năm 2002, 1 tháng 3 năm 2018, Quyện Đông Hải vừa tổ chức khai mạc dòng chung kết hội thi dòng hát hay lần thứ 17. Tham gia hội thi có 51 thí sinh được tuyển chọn từ dòng sơ khảo, được tổ chức tại xã An Trạch và xã Long Điền. Hội thi lần này là dịp để cán bộ, công chức viên chức, các em học sinh và bà con nhân dân yêu thích ca hát, giao lưu học hỏi và biểu diễn tài năng của mình sau thời gian dài rèn luyện. Đồng thời hội thi lần này còn là tiền đề để cổ vũ, động viên người dân tham gia phong trào văn hóa văn nghệ tại địa phương, tạo sinh khí vui tươi phấn khởi, thúc đẩy tinh thần thi đua lao động sản xuất, cùng nhau phấn đấu xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp. Ban tổ chức hội thi cho biết, 51 thí sinh tham gia dòng chung kết lần này là những người có chất giọng tốt, diễn xuất nổi bật trong 122 thí sinh tham gia dòng sơ tuyển khi bước vào vòng trong các thí sinh rất háo hức và chuẩn bị khá kỹ cho phần thi của mình nên hứa hẹn sẽ gặt hái được nhiều thành công mang đến những bài hát hay những âm điệu ngọt ngào và để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả nhằm tăng cường thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy sau Tết Nguyên Đán Mậu Tuất và mùa khô năm 2018, Công an thị xã Giá Rai vừa tổ chức tuyên truyền phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở trọng điểm như chợ, khu dân cư, các cơ sở sản xuất, dịch vụ, các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân trong địa bàn thị xã Giá Rai tại các điểm đến đoàn đã lưu ý với các hộ về các quy định khoảng cách an toàn trong phòng cháy chữa cháy nhất là các trường hợp cải tạo mở rộng xây dựng chen vào các khoảng cách an toàn giữa các ngôi nhà các xưởng sản xuất lưu ý các bao bì vật liệu dễ cháy lối thoát nạn phương án thoát nạn và phương tiện cứu hộ cứu nạn tại chỗ ở các điểm chợ Dịp này, đoàn cũng đã phát hơn 500 tờ rơi tuyên truyền biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy khi sử dụng điện trong gia đình, biện pháp phòng cháy chữa cháy đối với chợ và trung tâm thương mại, biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy trong sử dụng ga. Các buổi tuyên truyền vận động để mọi người dân thấy được vai trò cũng như nghĩa vụ của mình trong công tác phòng cháy chữa cháy, kiên quyết không để xảy ra cháy nổ, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và tính mạng của mọi người, nhất là sau Tết Mậu Tuất và Mùa Khô năm 2018. Hiện nay đang bước vào giai đoạn mùa khô, nguy cơ tiềm ẩn xảy ra cháy nổ là rất cao. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy mùa khô năm 2018, ngành chức năng huyện Phước Long đang đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, phát động các cơ quan, cơ sở sản xuất kinh doanh và hộ gia đình nâng cao cảnh giác hơn về nguy cơ xảy ra cháy nổ. Để thực hiện tốt vấn đề này, công an huyện khuyến cáo mọi người cần thực hiện triệt để việc cách ly an toàn các chất liệu, vật liệu dễ cháy với nguồn lửa, nguồn nhiệt. Thường xuyên kiểm tra an toàn hệ thống điện, sử dụng mọi phương tiện, dụng cụ sẵn có dập tắt ngay mọi lửa có nguy cơ xảy ra cháy lớn. Đặc biệt các cửa hàng kinh doanh chất liệu dễ xảy ra cháy, ngoài việc nâng cao ý thức tự phòng ngừa cháy nổ thì nên tuyên truyền nhắc nhở khách hàng tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Hòa Bình thực hiện khá tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân và tích cực phòng chống các loại dịch bệnh trên địa bàn. Có được kết quả trên là do ngành y tế của quyền không ngừng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ y bác sĩ, tinh thần thái độ phục vụ bệnh nhân ân cần chu đáo hơn. Vì thực hiện các ca chuyển diện, chuyển tuyến kịp thời an toàn không xảy ra những sai sót đáng tiếc. Cùng với công tác điều trị bệnh, công tác phòng chống các loại dịch bệnh được ngành y tế thường xuyên quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực. Nhờ phát hiện sớm và triển khai nhiều biện pháp phòng trừ kịp thời nên đã ngăn chặn sớm những ổ dịch nhỏ như sốt xuất số huyết khi mới phát sinh. Trung tâm Y tế huyện Hòa Bình cũng tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất trang thiết bị để nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh cho nhân dân, tăng cường công tác thông tin, giáo dục tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh cho nhân dân, nhất là vào thời điểm giao mùa, đặc biệt là bệnh sốt xuất số huyết, tả, cúm AH1N1, tăng cường công tác kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cho mọi người. nhằm góp phần làm tốt công tác tuyển chọn gọi thanh niên nhập ngũ thời gian qua hội liên hiệp phụ nữ các cấp ở huyện hồng dân đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về luật nghĩa vụ quân sự cho cán bộ hội viên và quần chúng phụ nữ nhất là đối với các gia đình hội viên có thanh niên trong độ tuổi thực hiện luật nghĩa vụ quân sự Hội Liên hiệp Phụ nữ từ quyện tới cơ sở đã phối hợp với Ban chỉ huy quân sự quyện làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ hội viên và nhân dân nắm chắc các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, về chiến tranh nhân dân, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong đó chú trọng tuyên truyền giáo dục cho các công dân trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự, nhận thức đầy đủ về thực hiện luật nghĩa vụ quân sự là vinh dự tự hào của tuổi trẻ. Đồng thời cũng là nghĩa vụ trách nhiệm của mọi công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, hội liên hiệp phụ nữ các cấp cũng tích cực tham gia thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, phối hợp vận động cán bộ, hội viên và nhân dân đóng góp hàng trăm triệu đồng vào quỹ Tân binh của các xã thị trấn. Và sẽ tặng quà cho 117 Tân binh vào ngày 3 tháng 3 năm 2018 cũng như giúp đỡ gia đình Tân binh còn khó khăn để họ yên tâm lao động sản xuất khi con em mình lên đường bảo vệ Tổ quốc. Là một xã dùng sâu, dùng xa của tỉnh và còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm cao trong chỉ đạo, đặc biệt là phát huy tốt vai trò của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân đã đạt 17 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Từ đó, diện mạo nông thôn của xã ngày càng khởi sắc, đời sống người dân ngày càng được nâng lên rõ rệt. Hiện nay, xã Ninh thành Lợi A có hệ thống cầu đường giao thông khá hoàn chỉnh, giúp cho việc đi lại, giao thương của mọi người thuận tiện hơn khung cảnh làng quê nhà cửa cũng khang trang hơn nhiều so với trước đây. Bên cạnh đó là kết quả về thu nhập bình quân đầu người đã không ngừng tăng lên. Nếu như năm 2013 dưới 30 triệu đồng một người một năm, thì đến cuối năm 2017 đạt hơn 40 triệu đồng một người một năm. Tiêu chí này đạt cao hơn nhiều so với tiêu chí quy định là 37 triệu đồng một người một năm. Ngoài ra, kết quả đáng phấn khởi nhất đó là người dân trong xã đã thấy được lợi ích, trách nhiệm của mình trong xây dựng nông thôn mới, từ đó nêu cao tinh thần, chung tay góp sức thực hiện. Đối với ấp nhà lầu 2 này, nói chung là đã anh hiểu. Giả sử như về chấp hành lực, chấp hành chủ trương của đảng, rồi chấp hành pháp lực của nhà nước, rồi những cái mô hình giải sử như giải cầu tiêu trên sông nói vân dân rồi để cho gia đình mình rồi cho ấp xóm mình nó xanh sạch đẹp rồi để mô hình tất cả những mô hình khác nó nó dương lên trong đó trong có cái lao động sản xuất nói chung là bà con là rất là là, là, là hăng hái theo báo cáo của ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Ninh Thạnh Lợi A đến cuối năm 2017 xã thực hiện đạt 17 trên 19 tiêu chí nông thôn mới còn hai tiêu chí gần đạt gồm tổ chức sản xuất và giao thông Hiện tại, xã đang tập trung thực hiện hai tiêu chí, đồng thời duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt để đến giữa năm 2018, xã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Đầu tư một số công trình hạng mục các cái tuyến đường ô tô về trung tâm xã đang chuẩn bị khởi công, cũng như cái tuyến đồng gần đền là nó liên liên xã Phước Long, tuyến đồng gần đền Phước Long đến Kiên Giang thì chúng ta sẽ đạt cái tiêu chí giao thông còn về cái tổ chức sản xuất thì thị xã hiện nay là đang cái, lập các cái thủ tục như các điều kiện để thành lập hợp tác xã nâng cao được cái chất lượng của các cái tiêu chí ví dụ như về cái tổ chức sản xuất thì chúng ta nó gắn liền với cái môi trường tiếp tục quan tâm đầu tư hơn nữa đối với những hộ mà hộ nghèo cũng như hộ có điều kiện hoàn cảnh kinh tế khó khăn để làm sao nâng cao cái đời sống cho người dân Thời gian 5 tháng để thực hiện hai tiêu chí nông thôn mới chưa đạt, đồng thời duy trì các tiêu chí đã đạt chuẩn nông thôn mới, đưa xã Ninh Thạnh Lợi A đạt chuẩn nông thôn mới vào giữa năm 2018 là thách thức không hề nhỏ đối với một xã còn nhiều khó khăn này. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, quyết tâm trong chỉ đạo của cấp quỹ chính quyền và sự góp sức của nhân dân, chắc chắn xã sẽ đạt được kết quả tốt đẹp trong xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin sau